Làng hài mở hội sẽ tặng quý khán giả một vé trở về tuổi thơ trong đêm thi ngày 25 tháng 10 năm 2017. Những câu chuyện được biến hóa hài hước tưng bừng, hấp dẫn vui nhộn. Em ăn cá lóc nướng chui không? Em không ăn cá lóc bánh lận. À chứ em ăn cái gì? Em ăn rồi xiêm cực. Thấy em ăn bánh xèo đi. Em không ăn bánh xèo. Chứ em ăn cái gì? Ăn lụng đạn đi. Hấp dẫn vui nhộn với những màn thử thách bất ngờ từ giám khảo. Tại sao không ngốc ướt? Thôi ơ. Hạnh phúc là ở bên cạnh mình. Bà đừng có vô bi cho bà ra đây cho nó hài hước nè. Sao không như là quá hài hước thiệt. Đẹp là thương hiệu của tôi. Hai đội chơi nào sẽ có mặt trong đêm thi chung kết của Làng Hài Mở Hội? Đón xem Làng Hài Mở Hội đêm thi trở về tuổi thơ, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2017 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 12 giờ thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017 trên truyền hình Vĩnh Long 2, hoặc xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.